Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập bài 25 bài kiểm tra số 1 tiết 2. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 5. Để chở hết 8 tấn rác thải tái chế vào nhà máy cần 4 chuyến ô tô như nhau. Hỏi để chở 10 tấn rác thải tái chế vào nhà máy cần mấy chuyến ô tô như thế? Rồi các em hình dung. Ở đây mỗi tấn rác thải, thầy giáo biểu thị bằng một hình tròn. 8 tấn thầy giáo biểu thị bằng 8 hình tròn, giống nhau. Để chở hết 8 tấn rác thải thì cần 4 chuyến ô tô như nhau. 1, 2, 3, 4. Hỏi để chở 10 tấn rác thải. 10 tấn rác thải thì cần mấy chuyến ô tô như thế? 8 tấn cần 4 chuyến. Vậy 10 tấn cần mấy chuyến? Trước hết là các em phải rút về đơn vị. Một chuyến chở được mấy tấn? Một chuyến chở được mấy tấn? À, một chuyến chở được 2 tấn. Đúng không? Làm thế nào để tìm ra 2? Ta lấy 8 chia 4. 8 tấn chia đều cho 4 chuyến thì ta tìm được một chuyến chở được. 8 chia 4 bằng 2, một chuyến chở được 2 tấn. Có đúng là một chuyến chở được 2 tấn, đúng không? Một chuyến chở được 2 tấn. Tức là 2 tấn thì cần một chuyến. Vậy 10 tấn cần mấy chuyến? 10 tấn cần mấy chuyến? Một chuyến 2 tấn. Vậy 10 tấn thì cần? À, cần 5 chuyến. Làm thế nào các em tìm được 5? À, các em lấy 10 tấn này, chia đều cho mỗi chuyến là 2 tấn. 10 chia 2 bằng 5. Như vậy cần 5 chuyến. Đây là bài toán liên quan đến bước rút về đơn vị. Cụ thể là đầu tiên các em rút về đơn vị một chuyến chở được bao nhiêu tấn. Rồi cụ thể chúng ta hoàn thành bài tập này như sau. Mỗi chuyến ô tô chở được số tấn rác thải tái chế là, như thầy giáo phân tích ở trên, các em lấy 8 chia 4 bằng 2, 2 tấn. 2 tấn thì cần một chuyến. Vậy 10 tấn thì cần mấy chuyến? Để chở 10 tấn rác thải tái chế cần số chuyến ô tô là, ta lấy 10 chia 2 bằng 5. Rồi các em đáp số là 5 chuyến ô tô. Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Để chạy 60m, Cường mất 14 giây, Hiển mất 12 giây và Huyền mất 13 giây. Viết tên các bạn theo thứ tự từ người chạy nhanh nhất đến người chạy chậm nhất. Rồi các em hiểu là số giây càng bé thì chạy càng nhanh. Người chạy nhanh nhất chính là người chạy với số giây là bé nhất. Chúng ta sắp xếp 14, 12, 13 theo thứ tự tăng dần. 12, 13, 14. 12 giây là của Hiển, 13 giây là của Huyền, 14 giây là của Cường. Số giây theo thứ tự tăng dần, tức là chúng ta sắp xếp các bạn theo thứ tự là chạy nhanh nhất đến chậm nhất. Như vậy, thứ tự sẽ là Hiển, Huyền, Cường. Hiển, Huyền, Cường. Hiển chạy nhanh nhất và Cường chạy chậm nhất. Tiếp theo là các em sang bài tập số 7. Một con rùa khát nước, nó muốn ra sông uống nước. Em hãy chỉ đường giúp rùa bằng cách vẽ đường ngắn nhất từ vị trí của rùa đến bờ sông. À, đường ngắn nhất từ vị trí của rùa đến bờ sông chính là đường. À, chính là đường từ vị trí của rùa nó vuông góc với bờ sông.
Tức là kem vẽ một đường thẳng đi qua vị trí của rùa và vuông góc với bờ sông. Cụ thể chúng ta vẽ như sau. Kem đặt Ekea sao cho cạnh góc vuông thứ nhất của Ekea trùng với đường bờ sông. Cạnh góc vuông thứ hai của Ekea đi qua vị trí của rùa. Bây giờ kem kẻ một đường theo cạnh góc vuông thứ hai của Ekea. Như vậy chúng ta vừa vẽ được đoạn thẳng từ vị trí của rùa đến bờ sông. Cái đoạn này nó vuông góc với bờ sông. Đây chính là đường ngắn nhất từ vị trí của rùa đến bờ sông. Tiếp theo là các em sang bài tập số 8. Có 30 hạt cườm được sâu lại với nhau thành một vòng tròn theo thứ tự 8 trắng, 2 đen, 8 trắng, 2 đen. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. 8 trắng này, đến 2 đen này. Sau đó là đến 8 trắng này, 2 đen. 8 trắng, 2 đen. Được chưa? Một con châu chấu nhảy từ hạt đen thứ 2. Nhảy từ hạt đen thứ 2. Hạt đen thứ nhất này, hạt đen thứ 2 này. Mỗi lần nhảy qua 6 hạt và đáp xuống hạt tiếp theo. Lần nhảy thứ nhất này, qua 6 hạt này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Và đáp xuống hạt thứ 7 này. Được chưa? Đáp xuống hạt tiếp theo này, hạt thứ 7 này. Theo em, con châu chấu đó nhảy ít nhất bao nhiêu lần trước khi nó đáp xuống một hạt màu đen? Rồi chúng ta cùng đếm nha. Lần thứ nhất này, lần thứ nhất này, nó nhảy qua 6 hạt này, đến hạt thứ 7 này. Lần thứ hai này, từ vị trí này, nó cũng nhảy qua 6 hạt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, đến hạt tiếp theo này. Rồi tiếp tục, từ hạt này, nó lại nhảy qua 6 hạt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, đến hạt tiếp theo này. Tiếp tục như thế, nhảy qua 6 hạt, đến hạt tiếp theo. Nhảy qua 6 hạt, đến hạt tiếp theo. Cứ nhảy đến khi nào mà đến hạt màu đen đầu tiên. Nhảy qua 6 hạt này, đến hạt tiếp theo này. Nhảy qua 6 hạt, đến hạt tiếp theo. Rồi, lần này châu chấu đã đáp xuống hạt màu đen. Được chưa? Rồi như vậy là các em đếm xem là con châu chấu đó nhảy ít nhất mấy lần trước khi nó đáp xuống một hạt màu đen. Rồi chúng ta cùng đếm này. 1 này, được chưa? Cộng thêm 3 lần màu đỏ là 4 này. Cộng thêm 3 lần màu xanh là 7. Rồi như vậy là các em trả lời. Theo em, con châu chấu đó nhảy ít nhất 7 lần trước khi nó đáp xuống một hạt màu đen. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.